Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu tới các bạn bộ lên kính xuống kính dành cho xe ô tô. Tại sao chúng ta phải trang bị bộ lên kính xuống kính? Vậy bộ lên kính xuống kính này có tác dụng gì? Khi ra khỏi xe mà quên không lên kính thì những chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể bạn sẽ bị mất đồ, nước mưa vào xe, hoặc nguy hiểm nhất là sẽ bị mất xe. Vậy Đăng Phương Auto sẽ có giải pháp cho bạn, đó chính là bộ lên kính xuống kính tự động dành cho xe. Như các bạn đã biết, đây là xe đang trong tình trạng bốn kính hạ xuống. Khi có tín hiệu thì bốn cửa sẽ tự động nâng lên. Khi mà mình ra khỏi xe, mình chỉ cần bấm tín hiệu, hai cửa sau sẽ lên trước và hai cửa trước sẽ lên sau. Trước khi lên xe, bạn muốn không khí trong xe của mình được thoáng mát hơn, chúng ta có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa này để hạ kính xuống trước khi mà mình bước lên xe. Sau đây mình sẽ hạ kính xuống từ xa. Chỉ cần trong vòng 3 giây thì hai cửa kính trước sẽ tự động hạ xuống trước và hai cửa kính sau sẽ tự động hạ xuống sau. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Trong một số trường hợp, chúng ta chỉ cần hé kính xuống để cho không khí được lưu thông. Vậy cửa kính sẽ tự động hạ xuống khoảng tầm 3 phân. Nếu các bạn muốn hạ xuống sâu thêm một chút nữa, chúng ta lại thực hiện động tác lúc nãy một lần nữa. Như vậy là cửa kính đã hạ xuống rất là nhiều rồi ạ. Thì trường hợp này các bạn muốn đóng kính vào, nâng kính lên thì chúng ta chỉ việc ấn khóa một lần thì cửa kính sẽ tự động nâng lên. Một số trường hợp chúng ta chỉ cần hé kính xuống để cho không khí được lưu thông. Như vậy cửa kính sẽ tự động hạ xuống khoảng tầm 3 phân. Nếu các bạn muốn hạ xuống sâu thêm một chút nữa, chúng ta lại thực hiện động tác lúc nãy một lần nữa. Như vậy là cửa kính đã hạ xuống rất là nhiều rồi ạ. Thì trường hợp này các bạn muốn đóng kính vào, nâng kính lên thì chúng ta chỉ việc ấn khóa một lần thì cửa kính sẽ tự động nâng lên.